Đây, sao thấy xuôi xuống luôn rồi. Cái bàn mà, cái bàn này nó rút cái này nè. À. Rút cái này nó phải như vậy. Trời ơi. Không có thẳng ra được. Dạ. Ủa sao cứng nhắc nhỉ? Cứng cái bên kia cũng vậy luôn hả cô? Dạ đúng rồi. Cắt nhiều rào đó. À, phải cắt nhiều lắm. Giống như cắt mấy cái nhựa, mấy cái gân ở đây. Dạ. Cho tại ra. Nối lại gì đó. Tại gân là bị rút rồi. Dạ. Giờ là mỗi sinh hoạt là phải bông. Bông đi vệ sinh, đi tắm rửa. Nếu mà nó bò được đi thì mình để cho nó bò. Hồi lúc trước có nghe ra được con chú? Dạ. Hồi lúc trước á? Lúc trước đi học đồ bình thường chứ. Hồi lớp 1, lớp 2 là nó đi cái nhắc. Nó càng rút sau này là rút hết toàn thân luôn đấy. Rút hết người luôn. Rút hết cả người đó. Rồi, chứ em thấy người. Đây bây giờ cái giò nó vậy, cái tay nó cũng rút lên vậy hết trơn rồi nè. Rút lên vậy hết trơn rồi nè. Thành ra tới nữa nó càng rút từ. Bây giờ ca nước mà hơi bự chút. Cầm lên không nổi, phải dùng bợ nó mới lên uống được. Dạ cả nhà, thì bây giờ thì anh em cũng mới vừa đến nhà nè cả nhà, thì cũng gặp người cô thì ra đón anh em đây. Rồi con chào cô nha cô. Dạ. Thì hôm nay thì tụi con nhận được một cái lời giới thiệu của cô á, đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh gia đình của mình luôn hả cô? Rồi, hoàn cảnh của chị. Cô rất là khó khăn em ơi. Tại vì có con bệnh rồi cô đi làm có ông ơn nè. Rồi anh ra đâu có đủ tiền đâu, thuốc. Con cô bệnh hả? Là bị bệnh gì vậy cô? Nó bị bệnh rút răng hết trơn rồi đó em. Thành ra hả, bây giờ hả, nó nhất nhà uống thuốc, mua thuốc rồi cho nó uống. Và lúc này không có tiền mua thuốc cho nó uống. Cô đi làm có 100.000 rửa chén cho quán nhậu đó. À, là cô đi rửa chén ở quán nhậu. Rửa chén 3 giờ mà tới 10 giờ tối đó. Trời mới ơi. Được về, được có 100 mà. Thấy cô nhờ người ta mà gửi cái hình ảnh bé qua mà nằm mà co, cái chân là co lên luôn. Dạ đúng em. Tại chị khó thấy bé nó khó khăn, nó thấy nó bệnh, thấy tội nghiệp quá rồi. Cô không có làm gì có tiền mà đem nó trị bệnh. Thành ra cô kêu gọi. À, cô nhờ tụi con đến để kết nối. Kết nối hay dùng giúp cho sao cho bé mà nó đi được. Khỏi đi được mạnh, nó miễn đi mà đi vệ sinh, đi mình ơn nó đi. Tập đi đồ, mình ơn nó đi được. Đứng đi tới lui là mừng rồi. Đi tới đi lui cũng rồi. Được nữa, khỏi cần mà đi mạnh dạn giống con người ta đâu. Dạ. Yeah. Tại tụi cô bây giờ cũng 50 mấy hết trơn rồi, 60 hết trơn rồi. Rồi bây giờ đi làm á, đâu có làm gì nặng đâu, phải đi rửa chén, tối hù mới về. Ủa là nhà mình là có mấy người cô? Nhà cô á thì có cô với chú với thằng Út đó đó. Dạ. Rồi còn hai thằng lớn, người ta có gia đình, ta cũng khổ, ta lo gia đình hết, thành ra còn có 3 người. À, nhà cô còn 3 người. Rồi ổng đi á thì cô ở nhà. Mà cô ở nhà thì đâu có bồng nó nổi đâu. À, giờ là mỗi sinh hoạt là phải bồng. Bồng đi vệ sinh, đi tắm rửa. Yeah. Nếu mà nó bò được đi thì mình để cho nó bò. Nó bò đâu có được đâu. Trời ơi, bò cũng không bò không được luôn. Không được, nằm nó phải dở nó lên. Thành ra cô thấy khó khăn quá. Là bao lâu rồi cô? Như vậy cái là mấy năm cũng, rồi? Cái này cũng khoảng cỡ 2 năm hay gì đó. 2 năm rồi. Là tự nhiên là bé giống như là phát bệnh. Rồi có phát đưa bệnh viện này kia cho cô. Có đem đi bệnh viện mà người ta mình đâu có tiền nữa theo nữa em. À lúc trước là đưa bệnh viện nào cô? Đó cô kể lại con nghe coi. Bệnh viện Di Đồng 3 rồi cái người ta chuyển đi cái gì cô không biết chữ thành ra khó lắm. Không có biết chữ thành ra đi cái gì 1A vậy đó hết ra nữa mà người ta nói thêm nữa nhưng mà cô đâu có khả năng đi nữa. Có người ta cũng giúp cho người vài triệu, vài trăm gì đi, đem nó đi đó. Thành à, là lúc trước á, là mình có đưa bệnh viện rồi. Có đi rồi, ngầm người chung số người ta thấy tội nghiệp đó, người cho 200, 100. Yeah. Người thầy, cô gì, người ta cũng cho người 2-3. Có bà chủ đi làm cho người ta đó, ta thấy tội nghiệp đó, ta cho được 3 triệu. Người ứng tiền lương người ta hết 5 triệu, cũng gắng làm trả người ta. Trời ơi. Đâu có gì. Bây giờ là hết khả năng. Hết khả năng là bây giờ đi làm có 100.000, 100.000. À. Không đi thì không có gì ăn. Chủ là cô đi rửa chén cho bà chủ đó đó hả? Rồi bà chủ đó giúp cho mình. Giúp cho mình. Rồi đồ ăn đồ uống người ta cũng cho đó mỗi bữa đó. Đêm nào đi về đó người ta xách cho một bọc đem về. Thấy sợ không có gì ăn, đem về cho nó ăn đi. Nhầm khi hả, người ta cũng xào mì cho cơm cho gì tối hộp đem về cho nó ăn luôn đó. Ta nói có gì đâu giúp ta cho vậy. Cho đồ ăn. Cho đồ ăn về khỏi mua. Dạ.
Cô thấy mình không có. Còn mình đi khám bệnh là bác sĩ nói là bé bị rút gân hả cô? Rút gân. Trời đất ơi. Rồi hả, người ta nói nếu mà có điều kiện thì chị sớm, không chị không sớm nữa, nó rút càng rút cận không được á thì càng rút đi á là rút hết cầm ăn hết được luôn đó em. Rút cần hết luôn đó. Trời đất ơi. Cái gì bệnh gì mà ghê vậy? Bởi vậy chị nói ha, bây giờ tới đâu tới đó thì bây giờ không biết sao. ngoài cái chỗ cô đi làm rửa chén rồi người ta giúp này kia thì bên chính quyền hay là có mạnh thường quân nào giúp cho gia đình mình không? Mạnh thường quân hồi đó nó còn đi học á, thầy cô cũng giúp cho nó chút đỉnh giống nè, giống tới tháng đó, gạo à. Rồi nó cũng có tiền mà đi lãnh tiền gì ở ủy ban gì đó được mấy trăm ngàn đó à, hàng được tháng là thôi. Nó có đó tháng nào nó cũng có hết được mấy trăm ngàn đó, là tới mấy trăm ngàn đó phải bù vô mua thuốc cho. Vậy giờ có mình cô là giống như có một cái thu nhập thôi. Thu nhập có ơn là bây giờ chung nhà mà không, chú là ở nhà phải ở nhà. Ở nhà, để... ở nhà phải giữ nó chứ có ai biết. Rồi thằng con, thằng thứ hai nó lo đi làm nuôi con, nó ba đứa rồi. Có gia đình riêng rồi. Có gia đình riêng rồi, thằng thứ ba nó cũng có gia đình riêng để theo vợ người ta hết rồi. Rồi thấy có bữa thì không đi làm được, muốn bệnh cô muốn bệnh đó. Dạ. Đi làm không được thì thằng con nó múc gạo cho nó. Trời ơi. Rồi cho tiền 50 ngàn vậy đó, mẹ ơi đi mua đồ ăn gì đại đi mẹ. Lúc mà kẹt quá kẹt rồi quá, thì con trai cũng cho gạo, cho tiền. Gạo, cho tiền, đỉnh. Mà thấy nhà mình ở giữa giống như giữa cánh đồng hả cô? Giữa cánh đồng. Sao? Đây là ruộng không cả nhà, nó là có một cái khu trong đây là cũng có nhà dân nó ở đây nè. Rồi cô hôm nay không có đi gửi chén hả? Có, 3 giờ đi vậy, 3 giờ đi nữa. 3 giờ tới mấy giờ mới về? 10 giờ tối em. 3 giờ tới 10 giờ tối. Rửa từ 3 giờ tới 10 giờ tối. Được 100 ngàn. 100 ngàn, thí dụ mà người ta cho đi sớm 1 giờ tới 10 giờ, ta cho 120. À, rửa phi đó ha. Rửa phi đó, là được 120 đó. Yeah. Rồi người ta cho đồ ăn chút đỉnh gì đó, nhưng khi không có gạo nó nói trời ơi hết không có thiếu tiền mua gạo mà mơ mới thiếu tiền, ta cho gạo lần 2-3 kg đem về, ta thấy kia đó thấy thương rồi, người ta cho cái gì mình lấy cái nấy, cho gì lấy nấy, cho từ chén từ nồi từ gỗ xài ta cho luôn á, thấy mình không có ta lại tới thấy hoàn cảnh mình không có ta cho, ta cho đem về tới thùng đựng nước gì cũng cho luôn. Thực sự thì hoàn cảnh của cô á thì khi mà lúc trước thì có một người người bác ở gần xóm á, gần xóm ở tụi con á thì có liên hệ cũng như là nói là hoàn cảnh gia đình mình rất là khó khăn, thì hôm nay mới liên hệ qua gia đình mình để đến thăm để coi như thế nào. Nghe nói con trai còn nằm bây giờ nằm liệt giường không có tiền để đi bệnh viện luôn, không có tiền. Có cái cô đó đi làm chung á, rồi có kể hoàn cảnh cho bà nghe, nói trời ơi chị ơi cho khỏi tôi đi làm hả không đủ xài, lúc nào hả con bệnh nữa rồi ổng hả thì ở nhà giữ nó thu nhập có ơn à. Nhầm khi bệnh không dám nghỉ đâu, không dám nghỉ uống thuốc đi làm nữa, nhầm khi hả chóng mặt nhức đầu quá nói ha quý ơi chị xin về đi chị khó chịu quá. Ta cũng vẫn cho 9 giờ đó rồi cha cho về đó, ta cũng cho 100 ngàn. Thấy mình khổ quá, ta biết cho, ta biết cái hoàn cảnh của mình chứ ta lại tới nhà rồi mà tới đây á ta thấy trời ơi khổ quá. Nói chung á, người ta thấy tội nghiệp vậy đó. Bởi vì chứ mà cũng gán đi làm chứ không đi làm thì đâu có tiền. Không có tiền, không có dám nghỉ ngày nào hết trơn. Có ngày nào mà lên không nổi là chịu chặn. Lên hết nổi rồi. Nóng quải quá, già nóng quải quá, ăn không được á. Chóng mặt chóng gì quá, cái nghỉ làm con nó luôn. Cái tính đi đâu có dư đâu, đi 100 ngàn. Dạ. Anh em thì cũng mới vừa đến nè, cái đây là cái khung cảnh ở ngoài nè cả nhà. Nhà cô là ở phía trong hả? Phía trong luôn. Bây giờ cô dắt anh em con quy vào ha, rồi, đi vào nhà cô ha. Rồi đi vô đây. Ở nhà đây luôn hả? Nhà đây hả? Nhà bên đây là nhà con, nhà cô phía bên đây. Dạ. Ở nhà đây nhà con. Nhà con. Vâng, chào chị nha, chào chị. Chào chị đây. Đây nhà cô bên đây. Bên đây là nhà cô con. Nhà cô bên đây hả? Bên đây. Nhà cô bên đây. Cô bên đây. Cái mái mà. Không có đâu, cái nhà của cô là đây có mái lên nha anh ạ. Tạm mai nhà không có ấy. Giống như mình đâm mái nổ tạm thôi. Chị là gì? Chị là gì hả? Em là dâu. Chị là dâu của cô này. Dâu. Đây là dâu. Nói chừng nào có tiền đi làm chưa tiền tỉnh thì mình nó làm lên. Bên đây là mấy nhà của mấy cô nhà, với chú hả? Rồi. Vậy là mình nhờ cái dách bên đây hả cô? Bên đây.
tạm lên con tạm bợ đây. Cơm nấu nước thì bên kia ăn. Bên kia là phía sau. Dạ, ở đây bé nè. Đi đi đây, đây cô. Bé là 14 tuổi hả cô? Bé 14 tuổi rồi đó em. Dạ. Ở đây có đèn không cô? Tối quá. Có, không đi cô. Ờ, có đèn này hả? Có khúc đèn này. Chào chú nha. Ờ, đúng. Anh chào em nha. Chào anh em. Nằm xích ra được không ta? Cái chân xích bên đây được không? Để cái chân xích. Rồi. Là bé bị nặng nhất là bé bị gì hả chú? Dạ, nó hai cái giò nó đi không có nổi, nó gút lại co hết. À chân này hả chú? Dạ. Ừ, nó bị trời, bị quéo lên luôn hả? Dạ, nó không được ăn. Tay cũng vậy, tay bây giờ. Tài, sao thấy xuôi xuống luôn rồi? Cái bàn mà. Cái bàn này nó gút cái này nè. À. Gút cái này nó phải vậy. Trời ơi. Không có thẳng ra được. Dạ. Ủa sao cứng nhắc nha. Bên kia cũng vậy luôn hả cô? Bên đây cũng vậy luôn nè. Trời đất ơi. Không được đâu vậy nè. Không thẳng ra được luôn. Dạ. Không thẳng bao nhiêu đâu có đi đứng gì được đâu. Dạ. Rồi tay có bị ảnh hưởng không chú? Tay cũng cong, nó rút cong. Ồ, bị rút gân hết rồi. Dạ. Trời ơi. Rút cong, không có thẳng. Ừ. Mà bé còn nói chuyện đâu được. Dạ. Bé còn nói chuyện được á. Dạ. Nó hơi ngỗng ngỗng, nó không có gì gõ. Chú mới đi làm về hay vậy? Dạ dạ. À, chú đi giăng lưới hả? Dạ. Giăng lưới kiếm cá ăn hả? Dạ. Anh chào em ha. Dạ. Ừ. Em tên gì? Khang. Kha hay là Khang? Khang. Khang ha. À, Khang bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. À, thì bây giờ là em thấy trong mình em sao? Nhất. Nhất hả? Nhất kêu nào? À cái chân. Là bị đau nhất ở trong xương hả? Nói là lâu lắm rồi không có đi bệnh viện luôn hả chú? Dạ. Yeah. Đi được ba bệnh viện đó là được cả năm. Một là bệnh viện nằm 4 tháng, 5 tháng. Dạ. Yeah. Yeah. Là đi từ đó giờ là một năm rồi chưa có đi nữa. Dạ. Yeah. Hết tiền. Hết tăng lên nhà. Trời ơi. Là hết tiền, không có đi luôn. Rồi cái lúc đó đi là bệnh viện nào chú nhớ không? Đầu tiên là đi bệnh viện Di Đồng 3. Rồi bệnh viện Sóc Trăng chuyển đi đó, Di Đồng 3. Di Đồng 3 rồi nằm ở được 2 tháng. Trời ơi. Đã cho xuất viện. Về đi nữa, đi Di Đồng 1, Di Đồng 2. À. Rồi sau cuối cùng là đi bệnh viện 1A Lê Đăng Kiệt á. Dạ. Lê Đăng Kiệt. Và cuối cùng á, nằm ở đó rồi bác sĩ nói là bệnh này bệnh phải có tiền nhiều mới đeo nó được. Trời ơi. Nói phẫu thuật là cắt như sao, phẫu thuật rồi nối răng như sao đó. À, phải cắt, nhiều lắm. Giống như cắt mấy cái nhượng, mấy cái gân ở đây. Dạ, mới cho tại nối lại gì đó. Tại gân là bị rút lại rồi. Dạ. Trời ơi. Gân là giống như bị rút lại, bây giờ phải cắt để nối lại sao cho nó. Nối cho nó giãn. Mà chi phí nó dốc cũng cao nữa. Cao rồi, tôi đi không hết nổi. Giờ tính ra trong thời gian trước là nằm bệnh viện là mấy tháng trời hả? Dạ. Sao bệnh này lạ quá ha. Tự nhiên gân lại rút đi đâu mà lại là cái chân không có thẳng. Hồi lúc trước có nghe ra được không chú? Dạ. Hồi lúc trước á. Lúc trước đi học đồ bình thường hả? Hồi lớp 1. Lớp 2 là nó đi cái nhát nó đi được. Rồi sau này nó đi té là tôi đi bệnh viện luôn. À, thấy càng ngày càng giống như càng nặng. Dạ. Mà đi Sóc Trăng nằm ghép đi, nó nói đi nằm rồi. Nằm cái con đi hết nổi nó mới chuyển đi thành phố. Nó vậy đó. Là nằm ở Sóc Trăng một thời gian. Dạ. Mà không thấy bớt gì hết. Dạ. Càng ngày càng nặng. Cái nó cho em đậu xích vô đi. Để xích vô đi. Ừ. Thương coi nhà. Bây giờ là giống như gia đình mình là có mình cô làm, còn chú là chỉ đi dân lưới cắm câu hả? Đòi ăn vậy đó. Nha. Rồi về ở nhà thì phải giống đi như đi làm nè, nhấc lấy qua tay chân này nuốt ăn tới hết rồi. Ừ. Sưng hết rồi, cũng ráng xà bông ăn á. Dạ. Không đi đâu có được, đâu có gì đâu ăn em. Không dám nghỉ ngày nào. Cũng đi, chỉ có lên không nổi, bệnh quá mới nghỉ ngày. Dạ. Chứ mà đỡ uống thuốc thấy đỡ là đi nữa rồi.
nghĩ là không có đồng nào, rồi mất công xin, rồi nó thấy không có nó cũng cho gạo cho gì nấu ăn thiệt. Nhưng mà mình thấy cũng khó lòng, tại con nó hai ba đứa rồi, vợ nó nữa, nó làm cũng có ơn đó. Con trai bên đây ha, con trai bên cái nhà. Đúng rồi. Đi làm gì cô? Làm hồ. À, đi làm hồ. Đi làm hồ ở ngoài cũng này. Có vợ con, lo cho vợ con. Vợ con. Có 1-200 đủ ăn hả chị? Tiền sữa, tiền tá, mấy đứa là tiền gạo, tiền nước, đủ ăn. Hai ba đứa, mang bút đi học nữa. Đây nhà của chú nè. Vì giống như đâm cái mái ra rồi sống tạm thôi. Nó thấy che gì tùm lum, bộ mưa giọt hả chú? Mưa giọt, nó người thêm giọt mưa. Thấy che tùm lum hết trơn nè. Con này nó muốn giọt. Dạ. Cái mái thôi. Bước vô đây mà thấy hầm quá. Tại thấp quá. Thì cô với chú là ngủ ở đâu, thường ngủ ở đâu? Hai cô chú ngủ bên kia. Bên đây hả? Cái chiếu sao gắt hết trơn rồi. Nè, có cái niệm nè, bà chủ cho nè. Dạ. Rồi cho cái này, cho này ngủ, thằng này hả? Nó ngủ cái đó đi, nó dễ. Ta cho niệm hả cô? Ta cho niệm luôn đó. Chỗ đi làm á, ta cho niệm luôn. Rồi cho để ở đây cho Khang ngủ. Rồi cho cô ngủ luôn, nó trời ơi, ngủ vậy già hết trơn mà ngủ chiếu gách thôi. Ta cho miếng, rồi cho Út này miếng. Dạ. Yeah. Đem trở về luôn, mời già cũng có trở về luôn. Ta đi cho. Làm ta thấy ta cho gì cũng lấy hết. Cho gì cũng lấy, tại mình không có, mình khổ mà. Ừ. Ta cho gì lấy nấy à. Dưới này nè, cái nhìn nghe dưới nè. Đợt trời mưa là ngập dưới không cô? Ngập tới đây. Dưới sàn còn nước nữa kìa. Dưới sàn còn nước nữa ha. Rồi còn còn chủng nước nữa kìa. Trời ơi. Nhìn vô cái hồ này thì nó đã khô rồi nè, nhưng mà nước vẫn còn đọng lại nè. Ở bên mấy mấy sông á. Dạ. Nó ngập khô. Gần mấy sông ha. Vâng, mấy sông rồi này. Dạ. Nó ngập khô rồi các bạn thấy nha. Dạ. Cái bên này trồng rau, trồng đồ cả nhà nhìn kìa. Xin đất người ta đó, trồng chút rau ngổ, bẻ dành bẻ xào ăn. À, mấy cái cặp cặp này hả? Cặp cặp này đó. À, trồng rau ngổ. Chứ không có từng đi chợ mua gì đâu. Có cái gì chút đỉnh, rồi nhầm khi đi làm đó, nó cho đồ ăn, đồ chút đỉnh vậy đó. Dạ. Nhầm khi con nó có mua đồ ăn gì, nó cho một chút vậy. À, gần 20 ngàn một ký. Gần 20 ngàn rồi. Lên gần gấp đôi luôn á, xưa chừng 11.000 ký gạo. À, cô với chú với cha Út này ăn ngày cũng ký, đâu có ăn hàng ăn gì đâu, lâu lâu thì mua cái này kia cho thằng này ăn một chút. Dạ. Trong khi nó cũng thèm, ngồi chỗ thấy người ta ăn đó. Trong khi không có chị dâu nó đi mua cho ăn. Dạ. Nằm chỗ thấy gì cũng có chịu, cũng có chịu. Thèm ăn này kia. Ta đi học thì biết nên thấy vui. Cái nhìn á, cái nhìn thấy người ta đi á, em biết sao không? Nói trời ơi, con hả mà đi được hả? Con đi, bây giờ nói con mà đi được hả? Con không có học đâu, con nghỉ học rồi con đi làm mà. Để dành con phụ mẹ, thấy mẹ làm mệt quá à. Con mà đi được, con đi làm mà lò bánh hoặc là đi làm gì đó cho tiền mẹ rồi. Nói. Nằm mà nói gì á hả? Thương mẹ. Thấy cha mẹ đi làm cũng cực. Hồi lúc mà Khang cũng như là hồi lúc nhỏ là cô mới sanh ra là bé có được lành lặn không cô? Nó lành lặn em, lành lặn á. Nó đi học đó, đi bình thường đó em. Nhưng mà sao mà tới vô học lớp 2 á mà đi nó đi lên đi xuống nó té không à. Rồi cô mới nói tưởng đâu á là nó đi làm bộ té. Rồi sau này thấy nó nói nó mỏi giò quá mẹ ơi. Tới mình nói mỏi giò rồi không mấy có tiền nữa. Đi dậm hồi đó còn đi dậm cho người ta chút đỉnh đó, nói thôi để mẹ đem con đi Hoàng Tấn khám thử coi cái giò con bị cái gì mà mỏi. Yeah. Bắt đầu giờ đem đi, ta nói cho bé nhập viện đi. Yeah. Là ta không có cho nhập viện ở đó đâu, người ta chuyển qua khoa nhi. Chuyển qua khoa nhi bắt đầu mấy người kia cũng thử máu thử gì đó, rồi cái có cái ông kia ổng nói gì nè, ổng nói cô ơi bé này nè, có gì á cô đem đi thành phố đi chị mau hết. Còn nằm ở đây á ngày nó cho uống thuốc có anh viên không hết đâu cô ơi. Là lúc đó là 2 tuổi. 2 tuổi rồi mình mới nói vậy nè, nói thôi xin bác sĩ đi vậy á, đem đi thành phố đi chạy đôi người ta chị con mình đi được mình lành lặn giống mình bình thường. Thế người ta nói bỏ ở đây á, bác sĩ ở đây không hay cái gì, bác sĩ ở đây bỏ không có thuốc trị bé gì mà đòi đem đi thành phố, chuyển viện đi thành phố. T-
ta nói gì mình cũng an tâm đó, bộ ta có thuốc ta mới trị cho mình, ta mới nói phải không? Dạ. Tới nằm một tháng trời, tới bữa đó không biết làm sao nữa, tôi đi làm cái cho ba nó ở đó giữ, cái ba nó điện nói bà ơi, người ta chuyển tối nay ta chuyển con mình đi thành phố rồi. Nói chết rồi sao vậy? Ông nói ta chuyển đi thành phố rồi. Ta nói đây ta chuyển hết được, ta chuyển đi rồi, nó nặng rồi. Trời ơi, khóc vừa kia. Nói với bà chủ nói cô ơi, con của em á, tối nay ta chuyển đi thành phố rồi. Rồi chung không có tiền nữa. Rồi tôi biết sẵn mà mượn ta ăn trước đồ không à. Rồi cái nói mượn tiền ta cho mượn 5 triệu. Rồi thêm ta thêm cho mượn cho không 3 triệu là được 8 triệu cho người. Nói chị ơi bình tĩnh đi, em nhiêu đi đi bình tĩnh đi. Có gì lại thì em giúp chị mớ nữa. Cái đem đi. Đi giờ ơi hai vợ chồng nó đi liền nó bắt đóng tiền, có bảo hiểm á mà nó đóng tiền nữa. Rồi cái gì á nó bắt mình mua không có tiền đâu mua. Mua thuốc ngoài. Ô chị đó biết bao lâu luôn nằm tới mấy hết tiền luôn rồi. Hết tiền hết luôn. Gì. Về cái đi nữa, đi ghét đi hả? Đi chỗ đó người ta nói nha. Còn khả năng không? Chứ nó hết khả năng. Bây giờ là hết khả năng rồi. Hết khả năng để đi điều trị em đó. Hết rồi. Chứ bây giờ đâu có là mình còn ruộng còn đất rồi đi, có ruộng có đất đi mình bán đem nó đi nữa phải không? Dạ. Chứ làm bằng sức đâu có tiền, mình nghèo vậy đi mượn người ta đâu, người ta đâu có cho mình mượn vài chục triệu đâu, có không có đâu. Khang lúc mà 2-3 tuổi đó, lúc đó có nhớ không Khang? Không nhớ ha. Rồi từ khi mà lúc nào mà em mới đi không có được. Lúc khoảng học lớp mấy? Lớp 2 là em đi không được. Đó là phát bệnh rồi đó. Phát bệnh. Rồi khi mà em học tới lớp mấy mới nghỉ? Lớp 5. Học tới lớp 5. Như là trong 3 năm đó là em làm sao? Em làm sao đi học được á? Cha bằng rước lên rước xuống. Cũng như là cha cổng đi học hàng ngày luôn, suốt mấy năm trời. Rồi hả, đi tiểu, đi vệ sinh thì thầy điện lại. Trời ơi trời. Nói Khang mắc vệ sinh, thấy ba nó đi. Đem đi vệ sinh xong, mới đem vô học tiếp. Nhớ mắc cầu mắc đá vậy mà đi hả, là học tan là cho về sớm, về trước người ta, về chặt quá thì ổng nhỏ đi chặt quá đi không nổi, phải cho về trước người ta chút vậy đó. Đặng trống á, dễ. Dễ cổng nó về. Thì là như bây giờ là phía bệnh viện là có còn cách nào để điều trị cho em nó không cô? Bây giờ cô cũng... Cô bị lâu quá rồi. Lâu giờ... quá không đem đi. Ta cũng kêu đem đi hoài, cô không có tiền đem đi đây em ơi. Mà kêu đem đi hoài mà không có tiền đem đi. Không đem đi đâu. Nãy cô nói là nếu mà nằm vậy hoài thì càng ngày bé giống càng rút lại. Càng rút lại, tôi nói cái này á mà không đem đi phát trị lại nữa. Nó càng rút sau này là rút hết càng thân luôn đó em. Rút hết người luôn. Rút hết cả người đó. Gần chứ em thấy đây bây giờ cái giò nó vậy, cái tay nó cũng rút lên vậy hết trơn này nè. Rút lên vậy hết trơn này nè. Thành ra tới nữa nó càng rút từ từ. Bây giờ ca nước mà hơi bự chút. Cầm lên không nổi, phải dùng bợ nó mới lên uống được. Đâu đâu cứ chú múc dùng con ca nước ha. Để cho em nó cần sau có cái có cái hướng phát triển tiến triển được thì mình trị nó dễ. Cho nó ngồi đây được mà. Cho nó ngồi lên. Em tự ngồi được không? Ngồi lên đi Út. Không tự ngồi được ha. Đây có người đỡ. Lên đi, lên không lên được đâu, phải có người đỡ mới lên được. Được không? Trời ơi. Tại nó yếu. Chân tay yếu hả? Múc nguyên ca luôn vậy đó hả? Trời, chú múc ca đầy quá. Thôi kệ đi, em nó cầm được không chú? Cầm lên đi Út, bê lên. Uống được không? Uống anh coi coi. Nhìn nước mưa ha. Uống từ từ, uống lấy đó anh. Con dở lên vậy đó, dở lên ngoài mà lên rồi á, ca nước nó bê lên, tay nó cũng nước. Có chân là nặng hơn, tay thì còn giống như còn hoạt động được, còn chân là như là co lại luôn rồi. Sao ca, khi mà mình di chuyển á, nó có đau mình không? Nó đau tay không á? Nó đau chỗ nào chị? Cái chân nó đau, cái chân nó đau,
Ồ, cái khớp, ngay chỗ cái khớp. Đi khám thì bác sĩ chỉ nói là bệnh rút gân thôi, không có đáng biết cái tên đáng bệnh đáng là gì luôn ha. Các cái cơ là như hầu như teo, giống như bị teo cơ. Mấy cái mũi giò nữa, ngay đơ luôn. Có người ta thì người ta còn cong lên được. Gân này nó rút lên rồi. À, rút lại. Hay chú xây xây em nó qua bên đây nè chú. Đau không? Lết lết gì được ha. Buổi tối ngày là chỉ nằm ở trên trên. Không không, giặt lắm mệt đó. À, chứ không có đi xuống đây được. Chỉ là đó, đi xuống đây là chú phải cổng. Để lên mấy xuống mày ạ. Bỏ giò xuất ra. Bỏ giò xuống được không chú? Bỏ giò em nó xuống được. Từ nó xuất vậy đó. Lết gì đó. Tay bên cầm cái giặt đó đẩy xuống. À, đẩy xuống. Không di chuyển được. Lâu rồi không đi bệnh viện luôn. Thì khen hôm nay nhóm tụi anh đến thăm nè, các em có mong muốn gì không? Muốn là con giúp đỡ cho em đi được, đi làm nuôi cha mẹ. Là giờ em muốn em hết bệnh đi đi đứng đây được, đi làm hả? Dạ. Muốn đi làm nuôi cha mẹ. Các em nằm gì thì chắc em cũng buồn lắm không? Ừ. Tay chân giống như bị lột da hay sao á chú? Vâng, lột da hết, giống như thay, giống như thay da mới. Giống như thay da. Lột hết chứ anh. Lột hết ạ. Này, đây hết này. Đây này, thấy chưa anh? Ở sao vậy? Ừ, mà sau lưng này ai này? Khô da. Khô da ha. Này. Khô da nó xịn lắm. Dạ. Ngày ngày đang uống đồ được không chú? Ngày con là bình thường. Dạ bình thường. Dạ. Chén hơn chén à. Không dạ. Dám ăn nhiều quá đâu, sợ bự quá cha mẹ bỏng không nổi. Sợ bự. Rồi sợ á, biết sao không? Sợ ăn nhiều quá, sợ mắc cầu vài cha bồng đi khó 2-3 bữa mới cho đi một lần. Con gắng ăn nín nín á, mẹ không dám ăn nhiều đâu, 2-3 bữa mới đi cầu một lần. Trời ơi. Sợ bồng không nổi. Mấy không nổi anh. Các em nói gì á hả? Ừ, nói gì đó, nó nói ra không dám ăn. Ai dám ăn nhiều đâu. Vô bê lên bê lội không được ăn. Sợ ăn nhiều đi nhiều mất công cha cổng đi. Dạ cổng đi. Trời đất ơi. Để 3 ngày con mới đi một lần đó mẹ con ăn rồi ít rồi. Dạ. Nói cũng thấy được đứa cuộc nói mày ăn đi. Ừ, ăn đi con. Dạ. Chừng nào mắc thì có gì cha về cổng đi đâu. Ôi con ăn ít ít. Dạ. Trời, tội nghiệp em nó. Ăn cũng không dám ăn nữa. Lúc trước nó còn hơi nhỏ, nó ăn nó uống lắm. Bây giờ nó làm không dám ăn nó, bởi vì nó hơi thoáng lại rồi đó. Nó hơi nhẹ cho cha nó dễ bồng á. Lúc trước là tròn hơn. Tròn hơn, bây giờ là ốm rồi. Rồi nói sao không gắng ăn đi mày ốm, nó nói con gắng ăn ít ít cho cha bồng đi cầu dễ. Đi tắm đi gì đó dễ, bự quá. Bồng ăn thì có chai rồi, mãi có chai đi đổ. Còn đi vệ sinh cha bế, đi tắm thì cha bế. Chị là chị dâu. Chị dâu cũng ở kế bên. Chân chị cũng bị gì hả? Nãy thấy đi cực biển hả? Bị vậy đó. Cái gì chị? Xe người ta tông á. Bị nghe đồ gối ha. Dập gan, dập gì lăn lách. Dập gan luôn. Mà dập gan anh. Trời đất. Dập gan rồi bỏ mình. Mình phải nó tức nhóc luôn kìa. Giờ nhà nhà giờ là ông xã đi làm ha. Chồng em đi làm mình á, nuôi mấy mẹ con, bố mẹ con. Ngày có 300-400 mà. Ngày không đủ ăn á. Dạ. Tiền ta, tiền sữa, tiền nước, tiền điện, không đủ ăn. Ngày là có ngày thì không có, ngày thì có. Dạ. Còn là không đủ. Chú này con chú tội nghiệp không? Hôm nay tụi con đến thăm rồi, chú có mong muốn gì không chú? Hiện giờ nè chú đang cũng khó khăn như thế nào à, giúp đỡ cho cô chú, giúp đỡ cho tôi chỉ bệnh đó cho nó khỏe được, nó cảm ơn à. Chỉ vậy thôi. Giờ không có nhà, không có ấy, tôi vực không biết làm sao. Mình sống cái gì đó hả chú? Dạ. Sống nhà cửa thì cái đó là mình cũng chưa biết sao, nhưng mà dạ. Chủ yếu là lo bệnh cho con trai trước, cho người ta đi được cho nó đỡ. Tôi làm nó mỗi ngày, nó cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ảm hết nổi. Vì chú mà tính ra vậy thì chú đâu có làm gì ra tiền. Đâu phải. Kiếm cá rồi ăn thôi. Dạ.
đi đặt lưới câu cá gì đó. Rồi. Đỡ hơn mua đồ ăn gì đó. Dạ. Lớn tuổi rồi, ẩm cũng ẩm không nổi nữa. Dạ. Cổng hả chú? Mọi làm nó bế nó không ai nhặt bế không à. Bế nó cộng cộng tay nó câu vậy không có được. Dạ. Rồi bế nó vậy hai tay. Không có cổng không được. Dạ. Vậy là mấy năm qua là đi học là chú bế hả? Dạ, bế lên lầu không á, nó học lớp ở trên lầu á. Dạ. Lên xuống ngậm xuống vững lên vững á, tôi thở không đỡ hơi. Trời ơi. Mệt. Vừa sáu vừa tuổi rồi. Năm mấy hả chú? Chú năm mấy rồi? Tôi năm 7 à. 57 tuổi rồi. Cái ngồi có mệt không? Mệt thì nằm nha. Ừ, đừng ngồi hồi mệt. Ở nhà là hay ngồi vậy ha, sao chị? Nằm quá nó nóng lưng. Nóng nó lội hết ấy này nè, sau lưng nè anh. Nhiều quá. Nằm rồi nhiều nó cứ đòi ngồi á, cho nó thoáng anh. Thoáng lưng nó cho. Bệnh gì mà lạ quá. Tự nhiên gân rút hết trơn, bây giờ hai cái chân kia nè. Tay là giờ cũng giống như rút nhưng mà cũng còn đỡ. Yeah. Nhưng mà cũng cong lại rồi đó. Qua chương trình của tụi anh thì em có cái lời nào muốn gửi đến ông bà không? Ông bà cô chú đang xem em nè. Em nói đi. Nói giúp đỡ muốn ông bà giúp đỡ cho chứ. Con đi được. Đi được con nuôi cha mẹ. Giúp cho con như thế nào? Giúp có tiền trị bệnh chứ. Có tiền trị bệnh. Hết mẹ con đi chơi giống đi giống được giống với con người ta vậy đó. Là kiếm tiền cho bố mẹ. Bé cũng hiền quá ha. Em cũng hiền. Ít nói lắm anh. Dạ, ít nói lắm. Thì đến đây thì khi mà nhìn cái hình ảnh mà gia đình sống trong một căn nhà như thế này nè. Cái này giống như một cái mái vậy. Một cái mái đâm ra thôi. Chứ không phải là nhà nữa cả nhà nhé. Mình nấu ăn là nấu bên đó hả? Nấu bên đó, nấu bếp bên này. Ủa sao bên đó ngập thế? Nó ngập nước hết rồi. Nước nó lên nè, lên coi cái gì luôn á. Mà con nấu bên đây ha. Nấu bên đây. Mà đi phải lột hết rồi. Lột nước lấu. Đi gặp phía sau á. Ừ. Có cô, chú với Út thì chéo ở đây. Đây nấu ăn ở đây. Cơm đầy. Trời ơi. Bên đây con thấy còn đọng nước nữa kìa. Nhà đi vệ sinh không có vệ sinh đâu, đi nhà con. Đi nhà đó. Đi nhà đó. Nước lên nữa là đi không lội á. Nhà con á. Thì có cô là che được ở được hai cái bộ giạc với bên đây là làm cái bếp thôi ha. Làm cái bếp nó. Tính móc móc tiền á, tính làm mà cho nó xui ra sao vậy luôn nè mà chưa có tiền em ơi. Cái này con thấy đụng đầu luôn rồi đó cô, thấp làm lắm. Làm che gì? Tính nói để coi tới nữa mà có tiền móc gì có tiền đó tính làm cho nó cặp bơm vậy nè, cho nó cứng với con này, cho nó ra tới sau này luôn. Cái này cũng mấy hồi đó đâu em ơi, che này nè. Hết rồi. Cái này mình làm mấy năm cô? Lâu rồi em. Lâu rồi. Hết lâu rồi. Nấu cái củi luôn ha. Nấu củi. Và cái dấu chân của này bự quá nè. Đi lên đi xuống. Này, giờ còn nước còn sình cái này cái gì? Nước lên ngay, bây giờ nó rút đỡ rồi đó. Rút đỡ rồi. Cơm ở đây là nước gọng nước lớn hả? Vâng, nước gọng nước lớn. Đi phải lội á, hộp cơm nước phải lối. Có chỗ một cái mùi nước nổi ha, rồi phải lội luôn. Vâng, nước lên rồi á. Cái gì mà cô ngủ đây nè. Không ấy thôi. Vừa khẽ là phải quên, cái cây cầm cái nè. Hay không à? Mục hết rồi, cái này tệ là không mục hết rồi. Cũng... Mưa ha, ô tô này nó mục đó, thì gái che cái này lại nè, sợ nó giọt ban đêm ngủ không được. Rồi nó tạt vô nữa, mưa lớn mà nó tạt vô nữa. Mưa lớn là tạt vô. Vâng, mưa lớn khỏi ngủ luôn á. Phải kiếm cái gì che đó anh. Mưa này. Anh có mệt nằm đi, đợi cái nằm đi con. Đợi cho em nằm chứ. Ừ, sợ mệt á. Rồi mình rút hết trơn. Không có gói gì kê sao? Cái chân của bé. Trời. Dạ. Bác sĩ có kêu mình là phải đưa tay đưa chân cho bé ra cho nó giãn ra không cô? Tập
tập tập hồi đó cũng kêu tập với viết cũng tập mà nó gút mình không cũng, có thuốc á mình tập vậy không là không có thuốc uống có chỉ đêm nào á mà nó nhức quá không có thuốc á ngồi bóp cái nói vậy nó nhức quá nhức chung cái hình như chung cái gân chung cái xương vậy ha xương ấy. Mà có thuốc nó đỡ có thuốc là nó đỡ nó có nhức mặt mày nè cũng đỡ lúc trước đó nó ra hết chung người chung mình về ra hết luôn á bị uống thuốc kêu á nổi ha cô nó nổi trong người ha nổi ha nổi giờ đỡ nổi mà tự nhiên nó không có gì đâu ha nó nổi bự bự nó phì vậy nè tự nhiên nó nứt ra nó chảy máu mủ luôn á cái mặt nó đó ở vậy nè cái này sẹo bự bự cái này làm như bệnh cho người á nhàn từ chỗ ra trên vật nó nổ ra lên đó mà nổ không phải nặng nó nói mẹ ơi cái này nó phùng lên nữa rồi nàng hồi đụng cái nó ra máu này ha nè anh cầm này nè lấy mì hôm nay vô thăm hoàn cảnh của cô chú ở đây cũng có phần quà của quý mạnh thường quân nha cả nhà. Để xem. Thì hôm nay nhóm của tụi con đến thăm gia đình mình á. Thực sự thì khi đến thăm mà hỏi thăm mới biết được cái gia đình mình đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì bé thì bây giờ thì bệnh nằm một chỗ như thế này. Thu nhập chính trong gia đình thì có mình cô thôi đi rửa chén. Ngày được 100.000. Nhưng chú thì phải trực tiếp ở nhà lo cho bé như là cũng đi giăng lưới bắt cá rồi để kiếm ăn thôi. Thì con cũng có những cái phần quà từ quý mạnh thường quân á. Đầu tiên thì cũng có gạo mì nhu yếu phẩm của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng thì cũng gửi tặng cho gia đình mình ha chú ha cô chú ha. Dạ. Và tiếp đó thì con cũng gửi cho cô chú một số tiền để phụ thêm cái tiền thuốc men á, tiền của mạnh thường quân gửi. Thì đầu tiên thì có phần quà của anh Trần Tài Tình ở Sóc Trăng thì anh cũng gửi cho gia đình mình là được 500.000 ha chú. Dạ. Tiếp đó thì con xin phép chú Dân, cô Hồng, Việt Kiều Mỹ thì cũng gửi tặng cho gia đình mình 500.000. Tiếp nữa thì có cô Phan Úc, Việt Kiều Mỹ gửi tặng 500.000. Chú Sưng, Việt Kiều Mỹ gửi tặng 500.000. Tiếp nữa thì có cô Ngọc, Việt Kiều Úc gửi tặng 500.000. Chị Kim Tiền gửi tặng gia đình mình là 500.000. Gửi tặng cái số tiền hôm nay cũng đến cũng như là trợ duyên mạnh thường quân cho gia đình mình là được 3 triệu ha cô chú ha. Dạ. Bây giờ thì em cũng xin phép quý nhà hảo tâm mạnh thường quân cũng gửi với số tiền này cho gia đình của cô chú. Dạ. Đây đến đếm tiền đưa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây cầm ha. 1 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 triệu. Con bà cô chú gửi cho em ha, với cho mẹ ha. Trời ơi, cô chú, bà cô chú. Cảm ơn ông bà cô chú ha, giúp đỡ cho em ha. À, tiếp đó thì qua kênh quý sao tộc cũng có những cái tình thương từ quý nhà hảo tâm á, cũng san sẻ với gia đình mình ha. Thì qua kênh quý sao tộc thì cũng xin phép quý mạnh thường quân gửi cho gia đình một chút ít tấm lòng yêu thương á. Thì đầu tiên là có chị Phương Việt Kiều Mỹ là gửi tặng 500, cô Mai, cô Phượng Việt Kiều Mỹ là gửi tặng 500, là 1 triệu ha cô. Đó, cũng xin phép quý mạnh thường quân gửi cho gia đình. Gửi cho gia đình thêm 1 triệu nữa cả nhà. 1 triệu. 1 triệu anh trao cho bà Phương ha. Đó là những tâm lòng của cô chú. Đã gửi cho gia đình. Có lời nào không? Muốn chia sẻ không? Cô nói trước đi. Chia sẻ là cảm ơn với cô không mấy gì biết tên đâu. Xin cảm ơn giúp đỡ cho con tôi được như là tôi rất là cảm ơn tụi tôi, rất là cảm ơn, tôi rất là cảm ơn người. Cảm ơn không? Cô mừng ha. Mừng lắm.
được tiền số tiền nhiêu, mà tại vì tôi đi làm có 100 ngàn, thành ra lại không đủ tiền mua thuốc được nhiêu đó, tôi đi mua thuốc cho con tôi uống nữa rồi. Tôi cảm ơn nhiều. 100 ngàn cũng năm tháng cô làm được 3 triệu hả? 3 triệu, nhưng mà làm ngày nào lấy ngày nấy, không có đâu tới tháng đâu. Ngày nào lấy ngày nấy. Tối về là cho trả tiền trăm, tối về cho trả tiền. Cô sao mình không đợi tới tháng mình lãnh lượt luôn? Ngày ngày không có gì ăn. Không có tiền. Không có tiền. Mua gạo, mua đồ ăn ai phải lấy nhập. Mua gạo, sáng lại là đi mua gạo, mua đồ ăn gì chút đỉnh, rau cải gì đó. Cô lấy 100 đó là cô mua gạo, mua đồ ăn luôn. Mua đồ ăn luôn. Nhầm khi mua thuốc cho nó uống hàng ngày nữa. Chút đỉnh lần hai lần vậy đó, kể luôn mua cho nó uống kèm vậy đó. Chứ không có chút nào cũng không được. Cũng phải mua cho chút đỉnh. Như vậy là bữa nay mình đi làm thì ngày mai lại hết. Hết. Chiều đi là chiều lãnh tiền tiếp. Chiều lãnh tiền tiếp, chiều nào 10 giờ tối về là có tiền sáng. Ừ. Đâu có mua được 10 kg gạo, 5 kg gạo gì để đâu. Không có đủ gạo trước luôn. Không có thủ trước đâu. Mua ngày nào giống như mua ăn hết. Sáng đi chạy ra ngoài đầu đường đó em. Dạ. Mua rồi vô. Nấu sáng lên là đi đó mua đó. Rồi vô nấu. Thương chú không? Mà chú có lời nào không chú? Trời ơi, nhìn chú mặc cái áo kìa, thương chú không? Dạ. Là... thấy nó cũng tội nghiệp đó. Chú có gửi lời cảm ơn không? Dạ, cảm ơn cô chú ở ngoài nước, trong nước thì nó cảm ơn. Nhìn chú hiền, cô chú rất là hiền, thương lắm luôn. Giờ cố gắng lên để lo cho em Khang. Bữa giờ có ai cho tiền em được như thế này chưa Khang? Chưa hả? Rồi con vui không? Con nói vui không? Cảm ơn đi con. Chú muốn hạnh phúc khỏe con. Ừ, gán giữ gìn sức khỏe để hết bệnh ha. Dạ. Muốn khỏe lại để đi làm, lo cho ba mẹ. Nhưng cái bệnh này thì không biết như thế nào luôn, không lẽ bây giờ thấy quá nặng rồi. Nhưng có điều kiện thì cô chú có muốn là đưa bé đi bệnh viện khám thử không? Tính đưa, tính muốn lắm. Có bảo hiểm gì không cô bé? Bé có bảo hiểm nè em. Có bảo hiểm khám thử như thế nào, con lấy thuốc hay là như thế nào, có cách nào nữa không, chứ không lẽ để bé mà nằm như vậy suốt đời thì tội nghiệp bé. Bệnh cô với chú nói là hơn một năm rồi là chưa có đưa em nó đi tái khám, đúng không chú? Chưa đây em đâu, thử rồi mình đưa ngày mai hoặc ngày mốt gì đó. Có bảo hiểm mình khám không có tốn nhiều tiền đâu, quan trọng là vô mình khám rồi coi bác sĩ nói sao. Nếu mà có khả năng thì điều trị hay lấy thuốc gì thêm. Giờ cũng có ít tiền nè, thử có điều kiện thì đưa bé đi thử rồi cô. Có gì cho ba nó đưa đi vậy? Ừ. Rồi người đi xe này ngồi được không? Nó phải ngồi. Có người ngồi sau chứ. Ngồi sau có cái ghế nằm dài đó em. Có gì á, mà thành ra cái túp ở sau đó có cái ghế dài đó. Có gì thì cho nó nằm ở đó luôn. Yeah. Mà không muốn được đâu bây giờ, tại bế nó lên nó đâu có ra sau được. Hồi đó đi á phải đặt ghế đầu á. Bồng lên cửa là phải có xe, ghế xe giường nằm đó là đặt ghế là lên trên thành phố hả? Dạ. Ý đó là khám ở gần đây nè, chứ mà số tiền này lên phố không được, không đủ đâu. Mấy triệu này lên phố là tốn tiền nhiều lắm đó. Đến ngày mai cho ba nó đem đi Hoàng Tấn. Đúng rồi, được khám ở ngoài, khám ở đây chứ. Lấy bảo hiểm đi Hoàng Tấn. Dạ. Có gì á mình mua thuốc ở đó cho nó uống. Dạ, đúng rồi. Mua tháng thuốc. Hoặc là gì chứ cô đó. Chú tính đi Sài Gòn mà số tiền này đi lên trển là không đủ tiền xe nữa. Không đủ tiền xe. Bạn đi bạn về không đủ nữa chú. Mình khám ở đây thử coi bác sĩ nói thì sao. Bà chủ thấy nó nóng nực quá, cho cái bạc nhỏ để nó nằm vậy nó quạt cho nó. Bà chủ cho đó hả? Ừ, bà chủ tốt bụng quá vậy. Bà được lắm. Bữa cũng cho tiền. Cho tiền. Cái cô hai đó làm chung đó, bà cũng thấy nó ra trời ơi. Nó khổ lắm, cho nó đi. Tôi nói bà ơi, tôi thấy tội nghiệp. Hai cũng thấy tội nghiệp á, tội nghiệp. Bà hai nói, bà nói, ôi, ơi, cho nó đi. Tôi thấy nó khổ quá trời luôn, rồi làm có ơn nó. Dạ. Không đủ đâu gì đâu hết trơn, có ơn. Người khác người ta có, người ta thấy gia đình mình thiếu thì người ta cho, người ta cũng... Ta cho, ở đây nói cảm ơn ta. Ở vòng vòng đây nói chung á, khó khăn gì đó bả cũng nhiều khi cho khô cho gì đó chút đỉnh, ta cũng nghèo khổ ta cũng cho chút gì đó. Nhà tôi đi làm ở đó nói chung á, bả cho đồ ăn này đồ ăn kia gì cho nó ăn, chứ mà muốn ăn ngon đâu có tiền đâu mua ăn ngon em. Dạ biết sẵn mà, người ăn cá mà
hoài hoài thì ngán nè. Lâu lâu phải đổi món. Phải đổi. Ừ. Rồi hả, nhỏ kia nhầm khi nó mua thịt cho một chút. Cái cô chủ đó đó, dạ. Ông Tốt nó cho mua thịt cho chút, nó nói gửi cho ông Út ra chiên cho nó ăn đi. Dạ. Nhìn cái căn nhà của chú của chú không có cái gì mà đáng giá hết, căn nhà đó có được hai cái giường, hai giường tre, cái giường đó còn có, chú tự đóng hay gì vậy, giường đó chú tự làm hả? Tre chặt tre về đóng á, chú chặt tre về tự đóng luôn. Xin người ta mua bây giờ hả, mắc lắm. À. Không có tiền mua đâu. Nhà được cái chiếc xe cũ đó đó, cái ông anh kia ở thành phố thấy tiền thiệt quá. À, chú quay cũ ha. Ừ, tao cho nên về để chân đi làm mỗi buổi chiều đó. Giờ là đi xe đó. Về lớp qua ngày thôi, bé bệnh như vậy thì đâu có dư giả gì đâu mà để sắm sửa. Sắm sửa. Bây giờ miễn đi làm được thì có tiền mua gạo mua cơm thì ăn đó là cũng là cô có công việc để làm hàng tháng chứ không có luôn, là gia đình mình khó khăn, gặp càng gặp khó khăn nữa. Lúc trước bà chủ đó bả má bả bị bệnh á, cũng nghỉ hết mình mấy ngày, chị khổ lắm em ơi. Rất là khổ, đi xin đầu này làm được chút, xin dọn nhà đằng kia được chút bù chứ bà hôm là bả bán lại mình đi làm á. Trời ơi chạy luôn, chạy đáo luôn. Ta mướn ăn tiếng cũng đi nữa, một tiếng hai tiếng gì dọn dẹp nhà ta cũng đi, sáng luôn đi rồi. Ủa gà đấy. Ủa gà chú hả? Gà con. Ờ con trai ha. Nuôi gà. Gà, gà nó gáy lớn lắm luôn á. Nãy giờ đứng kế nó gáy quá trời. Gáy biết tài luôn. Bây giờ thì cũng cho phép anh em cũng thay mặt gia đình của cô chú với lại bé Khang thì cũng xin gửi một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý mạnh quân, quý nhà hảo tâm. Thì cũng đã có một tấm lòng hảo tâm, thì cũng gửi cho gia đình được những phần quà nè, rồi thêm một số tiền nữa để cho cô chú có thêm ít tiền để lo cho bệnh cho em. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì chắc con xin phép cô chú ha, con về nha. Con chào cô chú nha. Rồi, chào, cảm ơn nhiều nha. Rồi chào Khang nha. Hãy nhìn nha, giờ tiền này đưa cha giữ nè. Đưa mẹ đi. Đưa mẹ đi. Mẹ mua đồ ăn, mua gạo. Cô cầm rồi giữ tiền rồi lo cho gia đình ha. Thì rồi, cảm ơn tụi em thì cũng xin phép cũng như là tạm khép video này ở đây, cũng xin chào quý khán giả của mình Hùng Quân luôn. Dạ. Giờ thì không biết nói gì hơn nữa, thì cũng xin chúc quý khán giả cũng như là quý mình Hùng Quân có thật là nhiều sức khỏe, cũng như là thật bình an ở trong cuộc sống. Rồi bây giờ thì em xin chào ạ. Rồi em chào chị luôn nha. Rồi chào cả nhà mình. Dạ dạ, xin chào.